Video sợ boy, thích thì xem, không thích đợi lúc nào thích thì xem. Còn đã xem thì nhớ like, share, ủng hộ nhé. Xin chào mọi người, Hadi Tộc đã quay trở lại rồi đây. Lại là chuyên mục Tôi kể bạn nghe về một cuộc hành trình sang thế giới khác dưới sự dẫn dắt của thần mặt trăng. Nội dung video ngày hôm nay sẽ nói về một vùng đất đặc biệt, vừa thật lại vừa ảo, kèm theo đó là đầy rẫy những bí mật thú vị và đáng kinh ngạc. Các bạn đã đoán ra đó là vùng đất nào chưa? Không gì khác, đó chính là Aku. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thế giới bên trong sương mù này nhé. Aku hay còn gọi là Asura, bầu trời thứ nguyên. Đây là một thế giới được tạo ra bởi sự biến đổi trong kết cấu của ma thuật ảo ảnh và lấy khả năng sáng tạo của Makoto làm nền tảng để vật chất hóa những hình ảnh của một thế giới rộng lớn. Trước hết, hãy cùng mình tìm hiểu về nguồn gốc của nó. Asura vốn là một chiều không gian con được tạo ra bởi khả năng của Shin. Shin thường sử dụng nó như một cái bẫy để đưa kẻ địch vào trong đó rồi khóa lại. Nếu không may bị mắc kẹt trong chiều không gian này, bạn chỉ thấy xung quanh mình toàn là màu đen, không có điểm đặt chân, không có bất kỳ một thứ gì cả. Giống như đang ở bên ngoài vũ trụ xa xăm mà không có lấy một chút ánh sáng nào. Tất cả những định luật vật lý bên trong không gian này đều có thể bị bẻ cong, ma thuật cũng bị suy yếu. Tuy nhiên, chiều không gian này cũng có giới hạn của nó chứ không bao la như vũ trụ, kích thước của nó phụ thuộc vào ma lực của Shin. Giới hạn của nó có thể thấy được dưới dạng một lớp sương mù tựa như sự bóp méo không gian. Tất nhiên, biết được thông tin này là một chuyện, nhưng tìm được nó lại là một chuyện khác. Bởi vì xung quanh tối đen như mực thì làm sao mà thấy được? Cũng giống như sương mù, bức vách ngăn giới hạn này không phải là thứ có thể thấy rõ ràng. Vậy nên, việc có thể tìm ra được giới hạn của nó là một điều vô cùng khó khăn trừ khi bạn có khả năng hack map của Makoto. Hay sau khi vết nứt giữa hai thế giới được mở ra khiến ranh giới giữa thực và ảo trở nên mờ nhạt, ta mới có thể thấy được giới hạn của vùng đất này. Ok, vừa rồi là những thông tin về chiều không gian vốn là nền tảng của Asura. Giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về vùng đất kỳ bí này nhé. Khái quát lại một chút, như đã nói ở đầu video, đây là một thế giới được tạo ra bởi sự biến đổi trong kết cấu của ma thuật ảo ảnh từ Tomoe và kết hợp với khả năng sáng tạo của Makoto để vật chất hóa những hình ảnh của một thế giới rộng lớn. Tạo ra một thế giới của riêng mình từ hư vô, nhắc tới đây thì chắc các bạn cũng cảm thấy được nó cũng tương tự như quá trình vũ trụ được khai sinh đúng không nào? Sở dĩ mình nói tương tự là vì ban đầu không gian này cũng chỉ có một màu đen. Lý do Asura mang hình thái của một vùng đất trù phú là do Makoto đã vô tình nhớ về trái đất khi Tomoe đề cập tới chiều không gian này. Việc này cũng khiến cho hệ sinh thái và môi trường bên trong Asura có những nét tương đồng với trái đất, thậm chí còn có một số sinh vật được kết hợp từ cả hai thế giới. Về mối liên hệ giữa Makoto và Asura, Makoto được xem như là vị thần ở đây bởi vì chính cậu là người tạo ra nó. Sự phát triển và sinh trưởng của hệ thống bốn mùa cùng với hệ thống sinh vật đều kết nối với Makoto. Ma lực của Makoto càng tăng, Asura càng được mở rộng. Bên cạnh đó, mật độ giữa các chòm sao bên trong không gian này cũng vì thế mà tăng lên. Điều đó có nghĩa rằng nếu ma lực của Makoto trở nên vô hạn thì chiều không gian này rất có khả năng sẽ trở thành một vũ trụ tồn tại song song đúng nghĩa. Trong tương lai, điều này rất dễ xảy ra vì cậu phải liên tục tăng trưởng ma lực của mình để có thể ngăn chặn sự quá tải linh hồn. Còn tính đến thời điểm hiện tại thì Asura đã lớn hơn nhiều so với thế giới mà nữ thần tạo ra, thứ mà thực chất chỉ là chọn lấy một thế giới có sẵn và thêm những chỉnh sửa của mình vào đó. Trong khi thế giới của nữ thần chỉ bao gồm hành tinh có chứa những dạng sống mà bà ta cai quản thì Asura đã có thể bao gồm cả những chòm sao khác. Điều này chứng tỏ kích thước của nó vượt ra đến cả bên ngoài không gian, nghĩa là nó đã vượt ra ngoài phạm trù thế giới và tiến dần đến khái niệm vũ trụ. Nếu nói một cách khách quan thì nữ thần chỉ cải tạo một thế giới có sẵn, còn Makoto đã tạo ra được cả một vũ trụ song song phiên bản mini. Việc Makoto ký khế ước với một hầu cận mới cũng đem lại sự thay đổi bên trong Asura, như là sẽ xuất hiện thêm một quần thể hay một thảm thực vật mới. Ngoài ra, tương tự như việc chỉnh sửa thế giới của nữ thần, các vị thần khác cũng có thể tác động trực tiếp lên Asura nhờ quyền năng của mình. Như thần Susanoo đã ban tặng cho Asura một vùng biển cùng những bãi cát trắng với mùi hương dễ chịu. Sau này, nơi đây đã trở thành môi trường sống của những chủng tộc dưới đáy biển như Mermaid, người cá, Skyler, Siren, Lorelei. Trong đó, không thể không nhắc tới chủng tộc được coi là mạnh bậc nhất thế giới của nữ thần. Neptune Sea Lord, vua dầu ăn. Ý mình là... Tiếp đến là những cái cây khổng lồ hình nấm có tên là cây máu rồng. Đây là món quà từ thần Athena dưới dạng những hạt giống được đưa thẳng vào mạch ma lực của thế giới. Nó sẽ mọc lên gần những nơi có người tin vào thần linh. Từ thân cây sẽ tiết ra một lớp nhựa màu đỏ quánh có tác dụng làm thuốc chữa bệnh. Thế này thì việc ăn nấm để hồi máu cũng không hẳn là vô lý, mà là quá ảo ma Canada luôn ấy chứ. Ngoài những cái đó ra thì các vị thần còn để lại nơi này những ngôi đền và ngôi chùa.
đi kèm với một nữ tu Tamaki. Tuy nhiên, thay vì thờ những vị thần đó thì cư dân của Asora lại thờ phụng Makoto. Giống như bạn vào nhà thờ Thiên Chúa Giáo mà lại gõ mõ tụng kinh trong khi người ta đang đọc kinh thánh vậy. Về đặc điểm, môi trường của Asora khá phong phú với đầy đủ các dạng địa hình, quần xã sinh vật. Hầu hết các loài động vật bản địa đã được phát hiện tại Asora đều có nét tương đồng với những động vật của trái đất như là sói, gà, bò, chim, v.v. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở đây là chúng đều có kích thước cơ thể khá lớn. Khí hậu của Asora cũng có 4 mùa và vô cùng thất thường. Tùy thuộc vào khu vực mà Makoto mở cầu sương mù khiến khí hậu ở đó cũng bị ảnh hưởng theo. Cuối cùng, chúng ta lại đến với chuyên mục Hách Não. Sau đây là một số câu hỏi tiêu biểu trong diễn đàn thảo luận về nguyệt đạo dị giới. Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu câu trả lời nhé! Câu hỏi thứ nhất, chính xác thì cần điều kiện gì để có thể tìm ra Asora? Tại sao những tinh linh, long thượng đẳng hay thậm chí là nữ thần đều không thể phát hiện ra nó? Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta hãy cùng xem lại bản chất của Asora. Nếu nhận xét một cách khách quan thì Asora có thể được xem như là một vũ trụ song song ở thời điểm hiện tại. Vậy nên chỉ những người có đủ sức mạnh để di chuyển qua lại giữa các chiều không gian mới có thể đến được nơi này, như là ba vị thần Susanoo, Athena và Daigo Kute Shiva. Điều này lý giải cho việc kể cả những sinh vật đứng trên đỉnh của thế giới như long thượng đẳng hay những thực thể gần với tinh linh như các tinh linh đều không thể tìm ra được chiều không gian này. Còn đối với nữ thần thì việc mở một cánh cổng không gian cũng đủ để bà ta liệt giường tận 23 năm rồi, nên điều này cũng khá hợp lý. Câu hỏi thứ hai, liệu Asora có thể kết nối với thế giới của nữ thần? Đáp án là có và không. Đối với chiều không gian của Shin, nó vẫn có những giới hạn nhất định và có những mối liên kết với thế giới ban đầu, giống như cánh cổng mà Makoto đã phá hủy. Tuy nhiên, sau khi trở thành một vũ trụ song song thì nó đã không còn bị giới hạn bởi những mối liên kết đối với thế giới mà nữ thần tạo ra. Đây cũng là lý do tại sao bà ta không thể phát hiện ra chiều không gian này. Thời điểm duy nhất hai thế giới được kết nối với nhau là lúc cổng sương mù được mở ra và ranh giới trở nên mỏng đi. Điều này đã lý giải cho câu hỏi tại sao Mio có thể tiến vào chiều không gian này trong lúc đuổi theo Tomoe. Một chi tiết đặc biệt nữa liên quan đến nó chính là thị trấn sương mù. Đây chính là cây cầu nối vùng đất hoang và Asora lại với nhau. Tuy nhiên, nó không phải là mối liên kết tự nhiên vốn có từ trước của vùng đất đặc biệt này, mà là một sự thiết lập do Makoto cố tình tạo ra. Câu hỏi thứ ba, có thể sử dụng thần giao cách cảm khi truyền qua lại giữa Asora và thế giới bên ngoài hay không? Thông tin về câu trả lời cho câu hỏi này vẫn khá mờ nhạt. Bởi vì trong Nova, chúng ta mới chỉ thấy Makoto liên lạc với những hầu cận của mình ở Asora từ bên ngoài. Tuy nhiên, đó có thể là nhờ mối liên kết khế ước giữa đôi bên. Xét đến chi tiết khi bị nữ thần triệu hồi lần thứ hai và thứ ba, mối liên kết của cậu với những hầu cận khác cũng bị gián đoạn khiến cho thần giao cách cảm không thể sử dụng được. Và nơi mà cậu bị đưa đến cũng là một chiều không gian con. Nên rất có thể thần giao cách cảm sẽ không thể sử dụng qua lại giữa các chiều không gian với nhau. Câu hỏi thứ tư, Asora rộng lớn bao nhiêu khi so sánh với thế giới của chúng ta? Như đã đề cập trước đó, Asora có thể được coi là một vũ trụ thu nhỏ, bởi vì ngoài vùng đất nơi cư dân của Asora sinh sống thì nó còn chứa cả những chòm sao khác. Nhưng vì hiện tại ma lực của Makoto chưa phải là vô hạn nên chắc chắn Asora vẫn sẽ có giới hạn của nó. Câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại video ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì ngại gì mà không để lại một like cho Hai Đi Tộc. Còn nếu có thắc mắc gì thì mọi người hãy comment ở bên dưới nha. Giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!